làm gì để hạn chế bị hacker tấn công khi đang học, hội họp qua các nền tảng online. Nhiều nền tảng online dùng họp mặt, hội thảo, dạy học đang bị các hacker tấn công, phá rối với những hình thức rất bất an cho người dùng, từ việc dùng hình ảnh, thông tin thô tục tới bán dữ liệu và phá hoại, gây rối. Các chuyên gia an ninh mạng chỉ cách bảo mật hoặc hạn chế bị tấn công vì trong tương lai, lượng người dùng các nền tảng này rất lớn. Hầu hết các hoạt động hội họp, sinh hoạt, dạy học hiện nay đều sử dụng trên các nền tảng online. Nở rộ lên có nhiều nền tảng như Zoom, Google Meet hay Microsoft Teams, nhưng nhiều nơi người dùng bị tấn công. Một giáo viên dạy tiếng Anh khá nổi tiếng ở một tỉnh phía Bắc cho biết vừa qua, khi đang là khách mời, thuyết trình nội dung cho hàng ngàn giáo viên trên cả nước về chủ đề giáo dục, thì bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh, lời nói thô tục, chửi thề từ nick của một thành viên trong lớp. Còn trường hợp của một giáo viên ở trường học của một tỉnh miền Bắc khác thì bị tấn công bằng cách gửi hình ảnh nhảm nhí, nói những lời thô tục và nói những điều đi ngược lại với nội dung mà các giáo viên đang sinh hoạt về tổ chức đoàn thể. Theo anh Ngô Minh Hiếu, chuyên viên an toàn thông tin đến từ Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, gần đây, nhiều đối tượng lập nhóm chuyên đột nhập vào các nền tảng mà nhiều người đang sử dụng, nhất là trong đại dịch Covid-19 với những ý đồ xấu. Các đối tượng này thường xuyên chia sẻ link, đường dẫn qua các nền tảng Zoom, Google Meet hay Microsoft Teams để thả video, link với những lời lẽ thô tục nhằm gây xáo trộn, quấy rối, gián đoạn các nhóm học, hội họp. Đặc biệt, có những thông tin quan trọng từ các cuộc họp mà họ muốn ăn cắp thì sẽ đột nhập vào dễ dàng. Không những vậy, những nhóm này còn tổ chức mua bán dữ liệu quan trọng của các trường học mà rủi ro không thể lường được. Chuyên gia an ninh mạng cho biết, điều nguy hiểm hơn là đối tượng xấu chia sẻ thông tin, gửi link không độc hại để thu hút học sinh, đồng thời lấy cắp thông tin, tuồn ra ngoài và bán dữ liệu trong trường. Để hạn chế tối đa việc bị tấn công, phá rối, người dùng nên sử dụng các nền tảng được bảo mật cao. Còn với các nền tảng hay dùng như Zoom, Google Meet hay Microsoft Teams thì nên thực hiện cài đặt, chỉ dành quyền cho người quản trị. Ví dụ, sau khi đặt mật khẩu cho người tham gia vào phòng chờ và có người quản lý duyệt, người chủ trì nên thực hiện mặc định các chế độ là chỉ cho người chủ trì được tự động bật video, bật âm thanh, chia sẻ màn hình và khi nào cho phép thì sẽ mở ra theo từng nick. Quan trọng là khi vào thấy đủ người thì nên khóa cuộc họp lại để không cho người lạ vào.